chiều miêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thanh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, giờ đây khác ngày nào xưa rồi, chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Nuôi bao ngây thơ của một thời, ngày mới
về sâu trong trái tim mình. Lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cánh vương hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt rồi. Nhé nơi này bye bye. Khi ve rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi, mỗi người mỗi phương trời. Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc. Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cánh vương hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt rồi. Nhé nơi này bye bye. Qua đi như giấc mơ, thời học sinh giáo yêu, để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ. Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng giờ đâu. Oh, 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 oh. Dân trường giờ không một ba, còn hàng ghế và tôi một mình lẻ loi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt, tạm biệt. Mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Xa rồi bạn đừng quên tôi. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt nhé nơi này. Từng ngày mong nhớ đã xa rồi, từng phút từng
biệt nơi đây trong trái tim tôi. Tạm biệt nơi quán xa tôi vẫn hay ngồi lặng nhìn nghe từng con gió bồi hồi. Đã xa rồi từng ngày đời lỡ, đã xa rồi ba tiếng cười đùa, đã xa rồi hàng cây cánh phượng hồng đâu đây lời thầy cô ghi sâu trong trái tim. Gần như các em là thế hệ cùng thế hệ dòng tên của gọi là từ rồi từ thật từ gọi là từ học sinh rồi không ạ, và từ học sinh phổ thông bây giờ các em đã trưởng thành có gia đình riêng, không những là trở thành là bố mẹ mà là trở thành ông bà nội hoặc ngoại không ạ. Thì cái này thầy đó là quy luật của con người, quy luật của sự sống của thầy. Các thầy cùng từng bước với gia dân đúng không ạ, cùng có cháu nội ngoại thì đó là quy luật. Và hiện nay mà nói thì cùng xin lỗi thì thầy chỉ là cùng với tâm sự để hồi được tài cáo ta chưa làm được, bởi vì điều kiện lúc đó nó hoàn toàn khác và bây giờ nó cả rồi, đúng không ạ? Thời cuộc xã hội tiến triển hết, trong đó có cả các thầy cả em, đúng không ạ? Và những thầy cũng rất mừng. Thì cái đặc vấn đề của tân trưởng Nguyễn Đức Thứ của lớp ấy, thực ra thầy cũng rất là cảm động, bởi vì như lúc sáng thầy nói, không phải lớp ý là lớp cuối cùng, lớp cuối cùng là theo văn án pháp bế, chứ không phải là chất lượng là lớp không mà là lớp xảy ra, chỉ trừ lớp A là chọn học sinh hết. Bởi vì tại sao như thế? Vì nhà trường ngoài nhiệm vụ dạy cho các em tất cả thôi, nhưng có một mùi là học sinh giỏi, cho nên những trường phải tập trung những em có được khả về một lớp để nhà trường có điều kiện tổ chức và kiến cố. Đó là cái thực tế này. Lớp đá là vân từ A B C E có hạt ý, thì ta là những lớp ý, cũng có lẽ là phải được ta chủ công lớp ý này có lẽ là cuối cùng. Khi thầy là những chủ nhiệm của lớp cuối cùng, nhưng thầy vẫn muốn bởi vì không phải là lớp đen mà là lớp theo vùng lớp vùng nghiên cứu là chủ yếu. Các bạn là tính ở học toàn là người nghiên cứu là chủ yếu và các bạn nghe mình nha. Nhưng tất cả những người đó nếu mà
45, 50, 45 năm, 55, 65 năm, 65, 65 năm, 75 năm nữa. Mà để một chỗ này con thì đó là điều rất hay. Từ như mới xuân bên